Chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi kênh Tử Vi Phong Thủy Quỳnh Nhung. Lời đầu tiên mình xin gửi tới các bạn những lời chúc sức khỏe, may mắn, thành công và tài lộc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn video phong thủy chi tiết cho người tuổi Kỷ Tỵ 1989, nam mạng và nữ mạng, làm việc gì cũng thuận lợi và thành công. Cùng xem phong thủy cho người tuổi Kỷ Tỵ để ứng dụng vào đời sống, giúp người tuổi Kỷ Tỵ 1989 làm việc gì cũng thuận lợi, thành công dễ dàng hơn. Thứ nhất, Kỷ Tỵ 1989 là mệnh gì? Trong ngũ hành, vận mệnh mỗi người được xem như là điều quan trọng nhất và cũng là mối quan tâm hàng đầu, bởi vận mệnh sẽ giúp ta khai thác được những điều nên và không nên về mặt phong thủy, khiến cuộc sống ngày càng thịnh vượng hơn. Vận mệnh của mỗi người đều có những tính chất khác nhau, tất cả đều dựa trên sự tương sinh và tương khắc của năm mệnh trong ngũ hành, đó chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Kỷ Tỵ 1989 mang mệnh Mộc, chi tiết hơn là Đại Lâm Mộc. Đây là cây cổ thụ to lớn, sống lâu năm. Đứng trước những khó khăn thử thách của cuộc đời thì Đại Lâm Mộc vẫn vững vàng và kiên cố, không một chút lung lay. Vì thế, những ai mang mệnh Đại Lâm Mộc nói chung cũng như Kỷ Tỵ 1989 nói riêng đều có ý chí rất quật cường, luôn chấp nhận đương đầu với mọi thử thách, gian truân mà không hề chùn bước. Theo ngũ hành, người mệnh Mộc vốn tương sinh với mệnh Hỏa và tương khắc với mệnh Thổ. Thứ hai là tuổi Kỷ Tỵ 1989 thuộc cung nào? Nam Kỷ Tỵ 1989 là cung gì? Nam tuổi này mang cung Khôn, hành Thổ. Người cung Khôn thường là người bình tĩnh trong mọi tình huống, suy nghĩ kỹ càng mỗi khi đưa ra quyết định. Cũng chính vì thế mà họ đôi khi bảo thủ. Bên cạnh đó, người cung Khôn rất được lòng người bởi họ luôn suy nghĩ về nhu cầu của người khác trên cả lợi ích bản thân. Nữ sinh năm 1989 cung gì? Nữ tuổi này mang cung Tốn, hành Mộc. Người cung Tốn là người hòa nhã, luôn có tấm lòng bao dung và chia sẻ với mọi người. Người này rất biết cách đối nhân xử thế, vì vậy họ may mắn và gặp được nhiều nhân duyên tốt trong đời. Thứ ba, tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp với tuổi nào? Để tính toán được các độ tuổi phù hợp với nhau, ta phải dựa vào khái niệm ngũ hành. Bởi theo một số trường phái phong thủy, xác định rõ 1989 hợp với tuổi gì sẽ giúp cả Kỷ Tỵ và những người còn lại đều có nhiều thịnh vượng và tài lộc hơn. Về sự nghiệp, Kỷ Tỵ 1989 kết hợp với cộng sự hợp tuổi của mình sẽ giúp việc làm ăn của cả hai trở nên thuận lợi hơn, dễ dàng thăng tiến. Về tình duyên, hai người hợp tuổi đến với nhau cũng sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình ngày càng vững chãi, giống như một cây cổ thụ tương ứng bản mệnh Đại Lâm Mộc. Bên cạnh đó, hiện nay cũng có một số nghi lễ để hóa giải việc không hợp tuổi. Điều này hướng đến một kết cục bình an, thuận lợi và hạnh phúc. Xét theo can chi tương hợp, Kỷ Tỵ 1989 sẽ hợp với người có thiên can năm giáp. Xét theo nhị hợp, tuổi Tỵ sẽ kết hợp ăn ý với tuổi Thân. Xét theo tam hợp, bộ ba Tỵ, Dậu, Sửu sẽ cùng nhau tạo ra nhiều tài lộc và thịnh vượng. Thứ tư là Kỷ Tỵ 1989 xây nhà hợp hướng gì? Ngày nay, việc xây nhà hợp theo hướng phong thủy từng người rất được chú trọng. Xác định tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp hướng nào để xây nhà, ta cần phải dựa trên cung mệnh. Điều này giúp gia chủ sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công và thuận lợi. Và khái niệm sinh và khắc trong ngũ hành sẽ là yếu tố quan trọng để giải thích tuổi 1989 hợp hướng nào. Hơn thế, giữa nam và nữ khác nhau về cung mệnh. Vì thế, nên nam và nữ 1989 hợp hướng nhà nào cũng sẽ có sự khác biệt. Nam 1989 hợp hướng nhà nào? Các hướng nhà mang lại tài lộc cho nam Kỷ Tỵ 1989 là hướng Đông Bắc, hướng Tây Bắc, hướng Tây và hướng Tây Nam. Nữ 1989 hợp với hướng nhà nào? Hướng Bắc, hướng Đông, hướng Nam và hướng Đông Nam là các hướng phù hợp để xây nhà cho nữ Kỷ Tỵ 1989. Thứ năm là tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp màu gì? Nói về phong thủy, màu sắc cũng là một trong các yếu tố khá quan trọng. Quy luật tương sinh trong ngũ hành là cơ sở chuẩn xác nhất để biết được tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp màu gì.
Dựa trên quy luật ngũ hành, ta biết được thủy sinh mộc, cây cối sẽ phát triển to lớn, sum suê, luôn nhờ vào dòng nước tươi mát. Hơn thế, nhiều cây cối hợp với nhau tạo nên vườn cây đầy sức sống. Vì thế nên mộc cũng tự tương sinh với chính mình. Vậy màu sắc hợp với tuổi Kỷ Tỵ 1989 chính là màu đại diện cho hành thủy và hành mộc. Màu hành thủy là màu đen, màu xanh dương, màu xanh da trời. Màu hành mộc là màu xanh lá cây, xanh ngọc. Màu kiêng kỵ với tuổi Kỷ Tỵ 1989. Dựa theo quy luật ngũ hành âm dương, cây cối bị chặt đổ bởi những vật kim loại. Vì thế nên kim sẽ khắc mộc. Bên cạnh đó thì giữa hành mộc và hành thổ cũng có mối quan hệ tương khắc với nhau. Vì vậy, màu sắc kỵ với tuổi Kỷ Tỵ 1989 là những màu sắc đặc trưng của hành kim và hành thổ. Màu hành kim là màu bạc và màu trắng, màu hành thổ là màu nâu đất và màu vàng. Thứ 6 là sinh năm 1989 chọn tuổi nào để làm ăn phát đạt. Khi ta tìm hiểu và xác định 1989 hợp tuổi nào trong công việc, làm ăn, những yếu tố quan trọng cần lưu ý là ngũ hành, thiên can, địa chi và cung phi. Kết hợp và so sánh các yếu tố đó lại với nhau, ta kết luận năm 1989 hợp với tuổi nào để làm ăn như sau. Kỷ Tỵ 1989 hợp với Kỷ Sửu 2009 được đánh giá là 9 điểm. Kỷ Tỵ 1989 hợp với tuổi Nhâm Tuất 1982 được đánh giá là 8 điểm. Kỷ Tỵ 1989 hợp với tuổi Tân Mùi 1991 được đánh giá là 8 điểm. Kỷ Tỵ 1989 hợp với tuổi Canh Thìn 2000 được đánh giá là 7,5 điểm. Kỷ Tỵ 1989 hợp với tuổi Quý Sửu 1973 được đánh giá là 7,5 điểm. Kỷ Tỵ 1989 hợp với tuổi Giáp Thìn 1964 được đánh giá là 7,5 điểm. Kỷ Tỵ 1989 hợp với tuổi Tân Tỵ 2001 được đánh giá là 7 điểm. Kỷ Tỵ 1989 hợp với tuổi Tân Dậu 1981 được đánh giá là 7 điểm. Kỷ Tỵ 1989 hợp với tuổi Mậu Ngọ 1978 được đánh giá là 7 điểm. Dựa trên các tuyết ngũ hành, Kỷ Tỵ 1989 và cộng sự ăn ý của mình sẽ cùng nâng đỡ nhau vươn lên, mang lại nhiều thành công và thuận lợi. Thứ 7, lựa chọn tuổi kết hôn cho người sinh năm 1989. Lựa chọn tuổi phù hợp với mình để kết hôn cũng là chuyện rất được lưu tâm đến, cần phải xem xét nhiều yếu tố để đưa ra quyết định, bởi việc hôn nhân gia đình là việc quan trọng của đời người. Trong phong thủy, Kỷ Tỵ 1989 hợp với tuổi nào để hôn nhân bền lâu phải dựa trên nhiều yếu tố, quan trọng phải nhắc đến chính là thiên can và địa chi, cung mệnh và niên mệnh năm sinh. Dựa trên những yếu tố trên để tính toán xem xét, ta rút ra được những độ tuổi phù hợp với tuổi Kỷ Tỵ 1989 để nên duyên vợ chồng như sau. Tuổi hợp với nam Kỷ Tỵ 1989. Nam Kỷ Tỵ 1989 hợp với nữ Đinh Mão 1987 được đánh giá là 8 điểm. Nam Kỷ Tỵ 1989 hợp với nữ Canh Ngọ 1990 được đánh giá là 7 điểm. Nam Kỷ Tỵ 1989 hợp với nữ Tân Mùi 1991 được đánh giá là 8 điểm. Nam Kỷ Tỵ 1989 hợp với nữ Bính Tý 1996 được đánh giá là 7 điểm. Nam Kỷ Tỵ 1989 hợp với nữ Đinh Sửu 1997 được đánh giá là 9 điểm. Nam Kỷ Tỵ 1989 hợp với nữ Canh Thìn 2000 được đánh giá là 7 điểm. Tuổi hợp với nữ Kỷ Tỵ 1989. Nữ Kỷ Tỵ 1989 hợp với nam Mậu Ngọ 1978 được đánh giá là 7 điểm. Nữ Kỷ Tỵ 1989 hợp với nam Tân Dậu 1981 được đánh giá là 8 điểm. Nữ Kỷ Tỵ 1989 hợp với nam Nhâm Tuất 1982 được đánh giá là 8 điểm. Nữ Kỷ Tỵ 1989 hợp với nam Quý Hợi 1983 được đánh giá là 7 điểm. Nữ Kỷ Tỵ 1989 hợp với nam Đinh Mão 1987 được đánh giá là 8 điểm. Nữ Kỷ Tỵ 1989 hợp với nam Tân Mùi 1991 được đánh giá là 8 điểm. Nữ Kỷ Tỵ 1989 hợp với nam Nhâm Thân 1992 được đánh giá là 7 điểm.
Những độ tuổi này khi nên duyên vợ chồng với Kỷ Tỵ 1989 sẽ mang lại nhiều hạnh phúc, thuận lợi và bình an cho cả gia đình. Ngoài ra cũng có một số trường phái phong thủy cho biết khi muốn kết hôn với những người không hợp tuổi phải làm một số nghi lễ nhằm hóa giải. Thứ 8 tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp với con số nào? Các con số phù hợp với từng cung mệnh khi xác định cần dựa vào cửu tinh và quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành âm dương. Những con số phù hợp với bản mệnh sẽ đem đến vận may cho gia chủ. Mỗi mệnh sẽ tương ứng với những con số may mắn khác nhau từ 1 đến 9. Dựa trên các yếu tố phong thủy vừa nêu trên, ta rút ra được con số may mắn cho Kỷ Tỵ 1989 như sau. Kỷ Tỵ 1989 mệnh mộc, tương sinh với mệnh mộc chính là mệnh thủy. Vậy các con số đại diện cho mệnh thủy sẽ tương hợp với Kỷ Tỵ, đó chính là các con số số 1, số 4, số 6, số 7. Và lẽ dĩ nhiên, Kỷ Tỵ 1989 sẽ tương hợp với chính con số may mắn của mệnh mộc, đó chính là số 3 và số 4. Như vậy, Kỷ Tỵ 1989 hợp với những con số là số 1, số 3, số 4, số 6 và số 7. Thứ 9, Kỷ Tỵ 1989 hợp với nghề nào? Người tuổi Kỷ Tỵ 1989 có bản mệnh là mộc, nên ưu tiên lựa chọn nghề nghiệp thuộc hành mộc trước tiên. Những nghề này sẽ là đảm bảo chắc chắn nhất cho thành công của họ. Theo đó, những nghề này cụ thể là nghề nông như trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, nghề thủ công mỹ nghệ từ gỗ, mây che đan, nghề sản xuất, phân phối vật liệu xây dựng, nghề liên quan đến giáo dục như giáo viên, người biên soạn sách giáo khoa, xuất bản, nghề đông y. Trong trường hợp kinh doanh buôn bán, người tuổi Kỷ Tỵ nên lựa chọn các mặt hàng như kinh doanh vật liệu xây dựng, xi măng, cát sỏi, kinh doanh đồ gỗ, nội thất, kinh doanh các mặt hàng nông sản hoặc kinh doanh vải vóc, hương liệu. Bên cạnh đó, những người sinh năm 1989 Kỷ Tỵ cũng có thể lựa chọn các ngành nghề thuộc hành thủy và thổ. Những ngành nghề này cụ thể là sản xuất nước giải khát, vận tải biển, những nghề yêu cầu giao tiếp nhiều như nghề ngoại giao, phóng viên, nhà báo, hướng dẫn viên du lịch, những nghề yêu cầu di chuyển nhiều như lái xe, phi công, người giao hàng, vận động viên thể thao dưới nước, bất động sản, nhà đất, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cầu đường, quản lý, vận hành nhà hàng, khách sạn. Trong trường hợp lựa chọn nghề nghiệp kinh doanh, những người này nên lựa chọn các mặt hàng kinh doanh, quán cà phê, quán bia, buôn bán bất động sản. Ngoài ra, với tuổi Kỷ Tỵ 1989 trong năm 2022, gặp sao nào và ảnh hưởng nhiều đến tài vận của bạn, hung hay cát? Để tìm hiểu rõ hơn cũng như cách hóa giải sao thái tuế tam tai vận hạn thì các bạn hãy bình luận chi tiết ngày tháng năm sinh, mình sẽ trả lời các bạn sớm nhất. Trên đây là những chia sẻ được tổng hợp từ các chuyên gia tử vi phong thủy về những chi tiết phong thủy cho người tuổi Kỷ Tỵ 1989, nam mạng và nữ mạng. Làm việc gì cũng thuận lợi và thành công. Với những chi tiết trên, hy vọng sẽ giúp được các bạn biết thêm chi tiết về những điều cần tránh trong phong thủy nhằm đem lại mọi điều tốt đẹp đến với gia đình và cuộc sống của các bạn. Chúc các bạn luôn có cuộc sống vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc. Video đến đây là kết thúc. Hẹn các bạn vào video tiếp theo. Và để nhận được những video mới nhất, các bạn hãy bấm đăng ký kênh. Nếu các bạn còn băn khoăn, thắc mắc hoặc mong muốn được tư vấn riêng về ngày sinh, xem tuổi vợ chồng, phong thủy và tử vi chọn đời, hãy bình luận bên dưới. Mình sẽ trả lời các bạn sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn và tạm biệt các bạn.